rất đẹp. Và con có hai loại bánh, một loại bánh là 8 tấc, loại bánh là thước. Xong đi chú Hiếu, cho mấy em cái bánh nhà, loại bánh nhỏ bánh lớn rồi. Đo thước nữa. Đo thử bánh lên, nó bự nhiêu rồi bà con. Cho bánh lớn thì dài nhiều nha, củ bì luôn chứ, gần thước phải không, 9 tấc mấy phải không, 9 tấc 8 phải không, đúng rồi, bánh lớn là 9 tấc 8, gần một thước. Bánh nhỏ là 8 tấc à. 8 tấc củ bì luôn phải không, 80, đo chiều dài em ơi, rồi chiều dài của cái gần nè. À, hết luôn, phủ bì của máy luôn, coi nó mấy mét. Đó, à, đúng rồi đó. Rồi. Chiều dài mấy mét? 1 mét. Mét 3m10. Dữ vậy hả? Dài dữ ta. Đúng rồi, 3m10. Dài á. Quá dài. Dài ghê. Dài mẹ lái. Chưa bắt chân nền phải không? Chưa siết chân nền á. Quá đẹp. Ờ, con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707.